Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu touring cao cấp đã từ rất lâu rồi về bên em, đó là dòng Gian XCR 3007. Đây là một mẫu touring cao cấp nhất mà được các bác mong chờ từ rất lâu rồi. Đây là model XCR 3007 các nhá. Với cái tông màu đỏ lâu mà trong thời gian vừa qua rất về nhiều bên em. Mới có xe giảm sóc, touring có giảm sóc. Đây là mẫu cao cấp của dòng touring Gian. Vâng, đây là một mẫu touring cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại bên em, mẫu XCR 3007. Mà có rất nhiều các bác hỏi thời gian vừa qua, đây là một mẫu touring có giảm sóc trước. XCR 3007, dòng cao cấp của dòng touring Gian. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy X, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của chính hãng của Gian. Và xe được trang bị với dây êm sườn. Xe có bộ khung rất là trường xe và khỏe quá nhá. Vẫn là cái tông màu đỏ lâu mà bên em đánh giá rất nhiều thời gian vừa qua. Tổng thể xe đánh giá tầm 90% xe. Xe còn rất là mới và đẹp lắm nhá. Mẫu XCR 3007. Đây là xe chính hãng của Gian. Có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về mẫu Gian XCR 3007 của dòng Touring, dòng Gian cao cấp mà được rất nhiều các bác săn đón trong thời gian vừa qua. Mà lần này em về được một mẫu size M cũng nhá. Rất ít khi em về được một chiếc size M. Chỉ là theo các bác từ 1m65 đến trên 1m75. Xe với bộ khung rất là chắc chắn và khỏe xe. Model cao cấp XCR 3007. Cổ Ford ghi đông chính hãng nguyên bản cho xe của Gian. Thì trong cái cổ Ford ghi đông này có một cái miếng gài ở cổ Ford này làm cho giữ chắc chắn cho bộ tay lái của xe. Và xe được trang bị với củ đề rất là cao cấp, tay đề Shimano SLX. Vâng, thì các bác biết thì dòng Shimano SLX gần như là trùng cuối của dòng Touring rồi. Trên DOR, trên đều Shimano DOR, Aceda, Antut và Alivio, Tulay. Rất là cao cấp các nhá. Tay lắm chính hãng của Gian, tay lắm cao su. Với bộ phanh dầu chính hãng Shimano. Bên tay phải em trang bị với 3 tầng đĩa của Shimano SLX. Và cũng là trang bị với bộ phanh dầu chính hãng của Shimano. Một bộ gờ đúc rất là cao cấp của xe dòng Touring Gian. Và mẫu XCR này cũng có điều đặc biệt thêm là có bộ giảm sóc, giảm sóc dầu chính hãng nguyên bản cho xe. Sóc dầu của chính hãng Gian đây. Cũng còn chính hãng Gian trên xe này, bác nhìn thấy rõ. Xe Touring có giảm sóc không nhá. Mayer nguyên bản theo xe, Mayer của Gian, chính hãng Gian. Vành nhôm hai lớp, chính hãng của Gian. Đây, vành nhôm hai lớp chính hãng của Gian đây. Vành nhôm nguyên bản theo xe. Còn rất là mới luôn nhá. Đánh giá tổng thể xe còn rất là đẹp. Kích thước lốp là 700x38C. Và dòng touring của sóc này khác biệt với những dòng touring khác là cái bề mặt lốp này nó hơi to hơn một chút so với những bộ lốp thông thường của dòng touring. Đi trên mọi địa hình đường trường, dọc sóc. Bề mặt lốp có những cái nhiều gallipy đây, có thể thấy rõ giúp cho bộ của xe bám sát mặt đường hơn. Cọc yên chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Vẫn là bộ yên xe và có hai cái lớp phản quang ở hai bên của xe màu tông đỏ cho các bác đi ban tối nguyên bản theo xe. Và đây cũng chỉ là một mẫu dòng Gian cao cấp của XCR của bác này thôi nhá. Đằng sau xe nó sử dụng với bộ củ đề Shimano DOR rất là cao cấp. Xe được trang bị với 10 tầng lip. Đây, lip xích còn rất là mới và thấy rõ. Đây là bộ chủ động của xe.
rất là khủng, đồ DOD SLX và DOD rất là cao cấp của chính hãng Gian. Và một và cặp bay sau cũng là chính hãng của Gian. Nhưng bản thân xe vành đằng sau cũng là vành Gian. Và lốp đằng sau thì được sử dụng với bộ vẫn còn một cái lốp Gian của nguyên bản xe, lốp của Gian. Lốp đằng sau là lốp Gian. Vành của Gian, vành nhôm hai lốp. Model XCR 3007 mà được rất nhiều các bác quan tâm, em đánh giá thời gian rất là cao của model dòng touring của Hàm Sóc. Và xe còn rất là mới nhá. Đánh giá tổng thể xe đánh giá là 90% xe. Xe có size M. Thì hợp với các bạn từ nhất cao 1m65 đến trên 1m75. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, và bây giờ như chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với 10 tầng lip chính hãng, lên lip lip và xích còn rất là mới không nhá, sử dụng rất là mượt mà và ngon. Xuống lip với bộ cấu hình rất là khủng, đồ SLX với DOD trang bị lên. Vâng, xe được trang bị với đùi đĩa trục rỗng, đùi đĩa nhôm rất là cao cấp. Đây, các bạn thấy rõ đùi đĩa nhôm, đùi đĩa trục rỗng. Gạt đĩa của SLX. Đấy, Shimano SLX rất là cao cấp không nhá. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Gian cao cấp của dòng Touring có giảm sóc model XCR 3007 với bộ cấu hình rất là khủng, đồ SLX DOD, đùi đĩa trục rỗng. Và xe có giá rất tốt bên em là 11,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc lên YouTube tìm kiên đồ cũ. Đây kiên đồ cũ đó, lên YouTube tìm kiên đồ cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.